Vâng, Glow xin mến chào tất cả bác nhá. Và hôm nay em Minh xin phép giới thiệu đến tất cả các bác anh em một model đẩy là chuyên trị tất cả các dòng súc trên đất nước Việt Nam mình, nhà chuyên trị súc kép đấy các bạn. Dòng đẩy với công suất cho ra là 2000W một kênh để đánh cực tốt những cặp súc kép con 100, 115 và con 125 các bác nhé. Nhà dòng súc khó tính nhất trên trường. Và đối với bản đẩy này thì quay Hùng với sát vào đây. Đối với bản đẩy này thì bác biết thì bản 2022 thì cái phiên bản này mới ra được hơn năm, nhưng cái bản 2022 nó bản KD2000. Và đối với bản hôm nay Hiếu Minh xin giới thiệu phiên bản 2023 thì được cải biên hơn, đó là về chất âm đó nhá, về chất âm được cải biên hơn, đó phiên bản KD2000 Plus. Và nói đến các dòng đẩy nói chung, nghe đánh súc nói chung, ở đây em Hiếu Minh ví dụ chi tiết luôn, nó súc đánh chung thì bên em đang sở hữu cho mình với tất cả model đẩy của các hãng nhập khẩu như PS, TD, Adni, AP, DB, Gutin và JD. Nhà bên em đang bán tổng cộng là 7-8 thương hiệu full mã, và bên em đổ xỉ, đổ buôn, đổ lẻ với tất cả anh em thợ thuyền hay cửa hàng có nhu cầu mua sắm nhé. Và báo cáo biết thì đối dòng đời này thì em rất là kết, vì gì ạ? Vì bán nhiều thương hiệu vậy thì mình đúc kết là tất nhiên đối dòng DB thì cũng có mẫu đẩy thì sẽ không để chất lượng bằng một số hãng khác, nhưng đối với con đẩy đánh súp này em đánh giá là con đẩy hay nhất trong các dòng đẩy đánh súp nhé, hay nhất ạ. Tại vì sao ạ? Vì nó sử dụng là mạch class TD là đầu tiên. Mạch class TD thì nó cho ra cái tính súc nó rất là dày, và cái thứ hai dòng đẩy này, cái sử dụng MOSFET của nó ấy, là MOSFET sò tô, nên là cái tính súc cho bác tính nó rất là dày và hay đúng nhá, đầy nhau nhá. Đấy, và cái này kể anh em thợ hay những bác nào thợ lão luyện về hiểu biết về mạch thì bác biết rồi. Đấy, và đây là em đánh giá khách quan vì bên em bán nhiều đẩy đúng nhá. Nó quay xa tí. Đây bác nhìn model này thì rất đẹp này bác này. Em có thể zoom lên đấy. Đấy, zoom lên biết chỉnh không? Ở đây này thì bác thấy này, trong sản phẩm DB Autic thì đôi em rất tiếc đó là về hình dáng. Một con đẩy chất rồi thì bác thì phải nó phải đẹp nữa, đẹp. Với dòng này thì khá là nặng nhé, khá nặng vì nó sử dụng mạch class TD, nó sử dụng nguồn xuyến mà. Trọng lượng nó dường hơn 30 mấy ký, 36, 37 ký đó. Đấy. Và mặt trước mặt phay nhôm này bác nhìn, nó nhìn rất là sang nhé, mặt đằng trước mica này, hai nút núm đây. Sản chính hãng của DB thì đây, cùng quay vào đây cho anh này. Thì đây này thì bác nhìn vào mã kích hoạt này. Kích hoạt này và một tem đây, tem là cơ. Em zoom về không đấy, zoom không, đứng xa tí. Đấy. Em sẽ tiến hành mở nội thất cho bác xem nhá. Em thì Minh bán hàng là em gần 100, nghĩa là tất hầu như tất cả mã đẩy đều mở ruột, dù nó ở thiết kế mạch nào, vì nào, dù cái kế mạch nào, TD hay D thì nó đều có đặc điểm là gì ạ? Một con đẩy chất, một con đẩy xịn, thì cái linh kiện nó rất là xịn. Và đây, hôm quay sắp vào đây. Bác đẩy một con đẩy mạch class TD thì bác đi này, thứ nhất là nguồn đồng to bằng mắt. Đây là thằng size báo U nhá. Và MOSFET của nó này, đây là phiên bản bản nâng cấp và đàn anh của KD1500 bác nhá, thì cái lượng xóa MOSFET nó cũng nhiều hơn bác nhỉ, nguồn cũng lớn hơn và xóa MOSFET nhiều hơn. Đây ở đây mình bắt ốc ở đây rồi, bác nhìn rất là xóa MOSFET của nó này. MOSFET của nó tức là xóa Toshiba nhá, Toshiba của Nhật Bản luôn nhá, dòng này rất lắp ráp tại China. Đấy, có lý cho em nhé, sản phẩm hàng chính hãng nhập khẩu sơ quy đàng hoàng. Mạch class đây bác để những con một con đẩy chất thì bác để từ con sò này, nó rất sắc nét luôn bác nhiều, rất sắc nét luôn nhé, rất sắc nét, thanh là nhiệt nó cũng rất sáng sáng nhá, và nó dày đều. Đấy, cả linh kiện Hùng quay về phần linh kiện này, bác nhìn không, tất cả chở nó ấy, chở nó phải gối ngược và cái thiếc của nó, bác nhìn thiếc nó cũng rất sáng nhá, nó xịn thì bác zoom lên cho thì bác nhìn không, nó làm tỉ mỉ chi tiết vào cái phíp của nó, phíp mạch đẩy nó rất dày bác nhìn không ạ. Nó làm bác nhìn khi đối bác để những con đẩy rẻ tiền trên thị trường, tất nhiên còn rất nhiều các dòng đẩy khác nhau, con đẩy rẻ tiền cũng ở phân khúc tầm 5-6 triệu thôi, 6-7 triệu bác mở ra, các anh em mở ra review bao rồi bác biết đúng không ạ, tất nhiên tiền nào phải đấy thôi. Thì bác nhìn con đẩy chất này thì bác nhìn vào từ cái phím của nó này, nó sắc nét chi tiết đến từng góc cạnh nhé, góc cạnh từ con linh kiện thôi đấy, nó đã khác biệt rồi, khác biệt một trời vực luôn. Đấy tại sao nó cái dòng này thì nó không phải đếm về sò, vì dòng này nó sử dụng là mạch class TD lên, nó những cái con này gọi là MOSFET khuếch đại bác nhé. Và nó sử dụng cho mình nó số lượng tụ nó không nhiều, nhưng bác tại sao nó không nhiều nhưng mà nó chất lượng đâu ạ? Đây này, khi bác nhìn vào cái tụ nó này, cái tụ nó nhá, là sử dụng cái tụ như một cái lon coca đấy nhá. Đây hàng nhập về nhà, lúc nhà máy sản xuất này tháng 12 2022 nhà nhập về là 2023 phiên bản 2023 nhá. Đây là lúc người ta lắp ráp cái tụ này đã sản xuất ra hàng vào cuối 2022 đầu 2023 rồi, thì lúc vẫn nhập khẩu về đây là 2023 luôn các bạn. Đấy, và bác nhìn chỉ số tụ rất là lớn này, 200V nhé, nó gấp đôi so với con tụ thông thường, nên nó không cần phải nhiều tụ bác nhá. Đấy, quần cạp với ne trở với dòng này có cả chế độ chống chập trên loa. Các bác chơi con đẩy sản phẩm của DB Autic thì bảo hành đến 2 năm và một ở một trong
3 tháng đầu. Đấy. Và đối dòng này thì cực kỳ bền. Các bác kể chơi ngoài 2 năm thì em với mình cũng đưa bảo hành cho anh em luôn. Đấy, thoải mái luôn đấy. Vì giờ sản phẩm DB thì tất nhiên là cũng có rất nhiều sản phẩm nổi trội, nha, nó điểm nhấn của nó nổi trội, nhưng bản thân con đẩy hôm nay là điểm nổi trội mà em đánh giá rất là cao, hay nhất trong phân khúc đẩy nhập khẩu bên em đang bán. Vì bên em bán rất nhiều mã nên đánh giá rất khách quan nhá. Còn đối một số mã thì cũng tất nhiên có một số đặc điểm, mã của phân khúc hai kênh nhỏ nhỏ ấy, công suất nhỏ thì cũng có nhược điểm là tiếng so với các mẫu khác thì nó, hãng khác thì nó không bằng, nhưng mà riêng đối con này thì tiếng rất là hay. Đấy. Và giá tầm tiền và cái độ ổn định của cái hãng DB, độ ổn định cũng rất là cao. Các bác đi show sự kiện rồi bác chơi con đẩy thì nó phải liên quan độ ổn định, tiếng nó hay rồi nhưng phải độ ổn định để bác chơi nó an tâm bác nhá. Chứ bụi bơ mấy bác có mua ở phân khúc con đẩy nó kém hay nó không đổ ổn định cao, bác đi chơi không may nó xịt mất một cái show của bác, mình nhỡ mất một cái show hay hai show đấy bằng tiền con đẩy rồi, đúng không ạ? Nên bây giờ bác mua cố gắng những con phân khúc nào phân khúc và khá là cao cấp, đều phân khúc ở phân khúc bán cao cấp, mà cái mức giá thì em đưa ra mức giá cực tốt, anh em liên hệ nhá, mức giá cực tốt luôn. Đây, hai quả gió tự nhiên này. Ở dòng mạch cá TD thì quả gió chạy rất là êm các bạn, rất là êm. Nói chung về đánh giá chung của con đẩy này thì em đánh giá là đạt đến 9 điểm nhá về độ đẹp, 10 điểm cho độ đẹp và 9 điểm cho chất lượng. Em không dám nói đến 10 điểm cho chất lượng thì nghe nó ngại ngại, nhưng mà được 9 điểm cho chất lượng và 10 điểm cho độ đẹp, như là gần như là đạt vào vòng hoa hậu rồi, hoa hậu rồi nhá, hoa hậu đời. Mẫu này thì em thiết kế rất là đẹp về cái phần tấm nhôm đằng trước này, rất sang chảnh, nó không quá nặng. Đấy. Và cái thứ hai là tiếng ra rất là hay các bác nhé. Và hôm nay em mình review chi tiết đến phiên bản đẩy 2023. Với dòng này thì có thì đàn ping nó rất là lớn nhé. Dòng này hai hộp thì bác. Đây là đàn phiên bản đàn anh của dòng đẩy KD 1500 nhé. Mặt model ngoài ở đây, đây sách vở đây. Phiên bản KD 1500 thì bên em cũng có sẵn hàng, với công suất cho 1500W thì chỉ đánh được số kép như coi 100 đến 115 thôi. Còn phiên bản KD 2000 công suất 2000W thì đánh được coi 125, coi 115 các bác nhá. Thì các bác thấy này, ở 4 ôm của nó là 2008, đấy, công suất nghe đạt gấp rưỡi. Đấy, còn đâu là các bác nhìn đan pin nó này. Đan pin của nó lên đến 1200. Thấy không? Đan pin rất lớn luôn. Đan pin đồn rất lớn thì cái độ nhạy ấy, cái đan pin nó rất quan trọng đối với con đẩy, là cái độ nhạy của ra thì cho ra bác chỉ nhích một tí thôi, là cái nhích cái âm lượng tí là đánh ra rất mà tính rất là mạnh các nhá. Đan pin 1800 thấp nhất, đan pin gần 1200 trên dưới 1200, còn cả nó gấp rưỡi so với con 1500 này, có thấy không? 1500 chỉ đan pin nó là 800, trọng lượng em nó là 38 kg cả thùng các nhá, thì bỏ thùng ra chắc nó khoảng 36 kg. Có đẩy chính hãng nhập khẩu CLCQ, chất lượng đã khẳng định thị trường. Các bác đi để ý trên những cái clip mà anh em hay đi nắp sự kiện, mà bên em thấy tôi hay nắp cái bộ array lớn ấy, thì con đẩy này luôn là tâm điểm, tiếng ra rất hay, bay và đánh súp kép thì tiếng tuyệt vời luôn. Đấy, hôm nay mình review chi tiết đến con đẩy này, để em quay ngoài Bắc nhá, anh em có nhu cầu liên hệ em qua số online, em lấy tấm biển đây, giữ đây, liên hệ em qua số online đây nhá. Hoặc đến cơ sở bên em là 364 Quang Trung, Hà Nội. Còn những bác nào ở trong cơ sở Sài Gòn, anh em đi chuyên đi sự kiện thì có những con đẩy cao cấp, có nhu cầu mua những con đẩy chuyên trị súc kép full đơn thì liên hệ đơn vị Mido, vì đơn vị em là đơn vị hàng đầu thị trường Việt Nam bán full các hãng đẩy khác nhau. Chính vì em bán full vậy thì đánh giá khách quan nhất để tư vấn các bác, cũng như anh em đánh súc co 110 đến 115 đổ lại thì em chỉ tư vấn các bác con KD 1500 thôi, vì là để nó cho tầm tiền, vì các bác dùng cũng không hết, ví dụ như các bác đánh co 100 rồi các bác mua con này dùng cũng hết đấy. Nên tại sao em muốn nhấn mạnh là bên em bán nhiều mã đẩy thì em tư vấn, thứ nhất là để cho bác hợp túi tiền, và cái thứ hai là chơi nó hay và nó kinh tế cho các bác đó nhé. Và các bác có nhu cầu thì ở trong cơ sở miền Nam thì đến cơ sở bên em là 48B cư xá Ba Điểm, quốc lộ 2, quận Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh để được tư vấn các bác nhé, hoặc là mua sắm tại trực tiếp cơ sở bên em. Và xin chào tạm biệt các bác nhé.